Thưa quý khán giả, trẻ em là lứa tuổi hiếu động, chúng luôn trong trạng thái tìm tòi khám phá thế giới xung quanh mình. Và nhiều trẻ thường tò mò, thích cho vào miệng tất cả những gì mà chúng thấy. Và đây cũng chính là điều cực kỳ nguy hiểm. Nếu như dị vật khi rơi xuống đường thở hoặc thực quản sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, thậm chí là nguy hiểm tới tính mạng nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời. Góc nhìn đa chiều ngày hôm nay xin được đưa ra lời cảnh báo đến các bậc phụ huynh về loại tai nạn nguy hiểm này. Trẻ nhỏ chưa nhận thức đầy đủ về các mối nguy liên quan đến tính mạng, sức khỏe. Khi tiếp xúc với đồ chơi, đồ dùng, trẻ dưới 3 tuổi có xu hướng đưa đồ vào miệng. Những phần nhỏ của đồ chơi, đồ dùng như viên bi, hạt nhựa nở, đồng xu có nguy cơ khiến bé bị nghẹt thở. Các nhà sản xuất đồ chơi phải dán nhãn cảnh báo nếu đồ chơi có các thành phần có kích thước nhỏ thì sẽ không phù hợp cho trẻ dưới 3 tuổi. Ngoài ra, trong vấn đề ăn uống thì một số loại thức ăn cũng có nguy cơ gây hóc, gây nghẹt đường thở. Do đó, khi cho trẻ ăn nhãn chôm chôm thì phụ huynh thường phải cắt xé thành nhiều miếng nhỏ để giảm nguy cơ hóc dị vật đường thở cho bé. Tai nạn hóc dị vật có thể xảy ra, nhất là trong tình huống trẻ vừa ăn, vừa cười giỡn hoặc chạy nhảy. Đã xảy ra nhiều trường hợp trẻ nhỏ ăn chôm chôm, ăn nhãn cả cùi lẫn hạt mà không bóc tách dẫn đến bị hóc. Khi mà chúng ta ăn uống, ta nuốt vô trong họng là đi xuống bao tử, thật sự đó là một cái ngã ba. Phía trước là đường thở, phía sau là đường ăn. Và ngay cái trên cái đường thở nó có một cái mà chúng tôi gọi là cái nắp thanh môn, nó chặn lại. Do đó ta ăn uống, ta nuốt là không có nói chuyện, không có, nó sẽ sặc vô cái đường thở. Ông bà nói ăn coi nồi ngồi coi hướng, ăn uống có giỡn đùa trong khi ăn là có lý do khoa học, y học đàng hoàng. Như vậy khi mà sặc cái dị vật vô đường thở thì nó sẽ hay xảy ra ở những đối tượng là con nít, trẻ em là nhiều nhất. Hai là người già lớn tuổi. Trẻ em, con nít thì nó không ý thức, nó ăn uống với lại nó hay giỡn đùa. Còn cái hai là người già là cái những cái cơ nó yếu, cái điều khiển nó yếu thêm, những cái bệnh tiểu đường, tai biến mạch máu não cũ, những cái di chứng nó nằm thì dễ sao. Khi bị hóc dị vật đường thở, nạn nhân có biểu hiện đặc trưng là ho sặc sụa, khó thở, không khóc nổi, không nói nổi, mặt đỏ rồi chuyển sang tím tái. Lúc này người nhà cần nhận biết tình huống và bình tĩnh thực hiện sơ cứu kịp thời. Việc sơ cứu cần được tiến hành trong vài phút đầu và phải làm đúng cách trước khi đưa nạn nhân đi bệnh viện. Thưa quý khán giả, tai nạn đường thở do bé bị hóc dị vật không hiếm gặp, nhưng không phải cha mẹ nào cũng nắm rõ được cách xử lý và ứng phó với chúng. Nhiều chuyên gia đã nhấn mạnh rằng mặc dù kích cỡ của dị vật nhỏ nhưng nó cũng rất nguy hiểm, thậm chí dẫn đến tử vong khi làm tắc đường khí quản, không đưa được oxy lên não. Do đó, việc sơ cứu tai nạn hóc dị vật ở trẻ là vô cùng quan trọng vì nó sẽ ảnh hưởng tới sự sống của con trẻ chỉ trong gang tấc. Và đặc biệt, có những loại hóc sặc thì đòi hỏi phải được xử trí nhanh, nhất là khi thấy trẻ bị tím tái mà không tiến hành sơ cứu ngay mà lại vội vàng bế trẻ đi vào bệnh viện thì nguy cơ tử vong của trẻ là rất lớn. Cơ chế đóng mở cái đường thở, tức là khi động tác chúng ta nuốt vô là lập tức cái nắp thanh môn phải đóng lại, đóng tương đối để không khí vẫn vừa vô, chúng ta thì không có bị nín thở, mà thức ăn thì nó sẽ chỉ có một đường đi ra phía sau rồi đi xuống bao tử. Thì em bé nhỏ là cái cơ chế này nó không có nhạy, giống như xe chưa có radar như chúng ta, là đã coi như xe đã chạy hoàn chỉnh rồi, giống như cầu thủ đã chuyên nghiệp rồi, còn em bé là cầu thủ còn nghiệp dư chưa có hoàn hảo. Thứ hai là em bé nó không có ý thức, nhiều khi nó ăn nó muốn cười nó nói, hoặc là những tình huống nó ăn những cái hộp như là hộp nhãn hay là những cái như hạt trân châu hút quá mạnh và nhanh, khiến ta hút hay ta nuốt cái gì quá mạnh và nhanh vô. Cái cơ chế này cho dù người trưởng thành chúng ta nó không phản xạ kịp. Trên thực tế đã xảy ra nhiều tai nạn hóc dị vật cướp đi sinh mạng của trẻ thật thương tâm. Mới đây, một bé trai 6 tuổi ở Đồng Nai ăn bún mọc, bị viên mọc gây hóc, bị ngạt thở lâu, não thiếu oxy một thời gian dài, nên bé hôn mê sâu và qua đời. Hầu như bất cứ bậc phụ huynh nào cũng đã từng trải qua cái cảm giác thót tim khi mà con nuốt phải dị vật, bị hóc, bị nghẹn ở cổ họng. Và cách xử lý tình huống khi đó chỉ có thể được thực hiện trong một vài phút ngắn ngủi. Tuy nhiên, nhiều người chưa nắm được quy trình sơ cứu đã vô tình đẩy trẻ vào tình huống không thể cứu chữa. Vậy, khi con trẻ gặp phải tai nạn này, phụ huynh cần phải sơ cứu như thế nào là đúng cách?
Các chuyên gia y tế sẽ trả lời vấn đề này trong chương trình Góc nhìn đa chiều vào ngày mai. Mời quý khán giả tiếp tục đón theo dõi. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.